Anh ở ngoài vàm, lòng mong đợi. Em ở trong ngọn, dạ đợi mong. Dương gian âm phủ một lòng, sống sao thác vậy, giữ lòng cùng em. Vàm có nghĩa là cửa sông, nơi đổ ra biển. Còn ngọn là ngọn sông hay ngọn rạch, tức là nơi bắt đầu của con sông hay con rạch. Một người ở đầu, một người ở cuối con sông. Cho dù là ở trần gian hay nơi âm phủ, vẫn hiện một lòng giữ trọn tình yêu. Đó là ý nghĩa của câu ca dao trên, cũng là nội dung của câu chuyện tôi sắp kể. Câu chuyện xin bắt đầu. Chuyến phà chiều bắt đầu nhá nhem tối. Điền vội vàng chạy xuống, bỗng anh khựng lại. Hạnh đang đứng chỗ gặp hôm trước. Anh lao vội đến buộc miệng gọi to: Hạnh ơi! Trước mắt anh là khoảng trống không hề thấy bóng dáng của Hạnh. Điền dụi mắt tưởng mình quán gà, nhưng đúng là không có cô gái ở đó. Anh đảo mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm. Kia rồi, Hạnh đang ở phía bên kia mạn phà. Điền rẽ đám đông bước vội tới. Hạnh đứng rõ mồn một, nhưng đôi mắt mở to đau đớn trong tuyệt vọng, miệng lắp bắp không nói nên lời, hai bàn tay chới với cầu cứu. Điền lao đến, khuôn mặt cô gái trắng giả, máu từ hai lỗ mũi cô trào ra ướt đẫm xuống ngực chiếc áo bà ba màu lá mạ. Điền hét lên thật to: Trời ơi, máu, máu, cứu, cứu! Đám đông khách đi phà nhốn nháo, hoảng loạn, bởi vì trước mắt họ là một anh thanh niên đang ôm chặt cái trụ sắt ở phà, mà miệng thì liên tục kêu: Máu, cứu! Chẳng có máu nào cả, và cũng chẳng có ai. Điền đang ôm chặt hư không trong lòng, tiếng gào thét vô vọng: Hạnh ơi, Hạnh ơi! Vang vọng cả khúc sông. Câu chuyện này tôi được nghe ba tôi kể lại từ một người anh nghệ sĩ cải lương ở miền Tây Nam Bộ của ba tôi. Chuyện xảy ra đã gần 40 năm rồi. Đó là câu chuyện xúc động của chính bản thân cuộc đời ông vào cái năm 1985 xa xôi ấy. Ngày đó từ thành phố Cần Thơ lên Sài Gòn phải qua hai cái phà, phà Bắc Cần Thơ và phà Bắc Mỹ Thuận. Kép Điền là nghệ sĩ của đoàn cải lương Hậu Giang rất nổi tiếng. Lần đó đoàn đi biểu diễn ở Sài Gòn, đi chuyến phà đầu tiên nên trời còn khá tối, mới 5 giờ sáng, sương đêm vẫn còn chưa tan. Không gian mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ mặt. Trong ánh sáng hắt lên từ đèn pha của chiếc phà, một người con gái có dáng dấp rất đẹp, vặn bộ đồ bà ba màu xanh lá mạ, tạo nên một cảm giác khó diễn tả trong lòng Kép Điền. Thế rồi, như có ánh nhìn từ đôi mắt thôi miên của nàng, một sức hút kỳ lạ dẫn dắt Điền từ từ tiến đến phía trước, nơi có cô gái đang đứng dựa lưng vào mạn phà. Bốn mắt nhìn nhau, Kép Điền rùng mình bởi như có một luồng điện chạy khắp toàn thân. Anh khẽ bật lên một tiếng cảm thán: Trời, sao đẹp vậy? Một nét đẹp dịu dàng thánh thoát của người con gái quê dân dã vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Cô gái nhìn Điền chằm chằm không chớp mắt, như hút hết hồn của Điền không cưỡng nổi. Anh có cảm giác như đã gặp em ở đâu đó rồi thì phải. Cô gái nhẹ nhàng đáp, giọng nói mơ hồ: Đêm nào có anh hát mà em chẳng đi coi. Ôi, vậy à, nhà em ở đâu? Cô gái đưa tay chỉ về phía bờ nam. Nhà em ở trên bến sông đó. Chỗ rặng cây tùm xa xa kia là xóm của em. Em tên gì vậy? Ba má và mọi người gọi em là Út Hạnh. Út Hạnh, dễ thương quá. Út đi đâu mà sớm vậy em? Em định đi qua bên bờ Bắc có chút việc. Thấy anh Điền xuống phà, vậy là em xuống đi cùng để tận mắt được nhìn thấy Kép Điền, người mà em rất quý và ngưỡng mộ. Ôi, hạnh phúc biết bao khi được làm quen với em. Như được gặp nhau từ kiếp trước, màn đối thoại của hai người như quấn quýt lấy nhau, tưởng như không thể bao giờ rời xa nhau được. Nhưng chiếc phà đã cập bờ. Trời sáng hẳn không thấy bóng dáng của Hạnh đâu, chắc là nàng đã hòa vào dòng người đông đúc lên bờ. Điền mỉm cười mãn nguyện: Ta sẽ đi tìm em bằng bất cứ giá nào. Anh hăm hở bước lên bờ. Ba đêm diễn ở Sài Gòn mà Điền cứ tưởng chừng nó dài như ba năm. Lúc nào Điền cũng có cảm giác như Hạnh đang ở bên cạnh, ngay cả trong giấc ngủ. Sau ba đêm diễn, Điền không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh vội vàng bắt xe đò chuyến sớm nhất
từ Sài Gòn về Cần Thơ. Và rồi anh gặp Hạnh ở trên bến phà với hình ảnh máu me kỳ lạ như đã kể ban đầu. Trời ơi, máu, máu, cứu, cứu. Hạnh ơi, Hạnh ơi. Điền hét lên thật to, vang vọng cả khúc sông. Hoang mang và lo lắng, cảm giác bất an thôi thúc Điền lập tức đi tìm đến nhà Hạnh ở bờ nam sông Cần Thơ. Điều lạ là hễ hỏi nhà cô Út Hạnh ở đâu, mọi người đều nhìn anh bằng cái ánh mắt ái ngại, kỳ lạ. Tìm đến một căn nhà tranh sập sệ, Điền gặp hai ông bà khá lớn tuổi. Dạ, hai bác cho cháu hỏi, đây có phải là nhà cô Út Hạnh không ạ? Ông lão hiện rõ nét mặt khắc khổ, từ từ nói: cháu tìm con Út Hạnh để làm gì? Điền kể lại sự việc gặp Út Hạnh trên phà và ngỏ lời muốn xin gặp cô gái. Nghe xong, ông bà cụ đáng thương như già thêm vài tuổi, đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào. Ông cụ mở miệng: con Út Hạnh nhà tôi, nó bị chết nước cách đây gần 2 tháng rồi cậu ơi. Nghe đến đây, người Điền như có một luồng điện chạy khắp toàn thân, làm anh giật bắn người. Mắt mở trừng trừng, khuôn miệng mở lớn nhưng âm thanh bị nghẹn nơi cổ họng, không phát ra được. Cổ thân, lần đó con bé đón vội chuyến phà đi qua bờ Bắc xem cái đoàn cải lương Hậu Giang gì đó. Hôm đấy phà lại đông, bị chen lấn thế nào làm cháu nó rơi xuống nước, đến nay vẫn chưa tìm được xác. Trời ơi, con ơi là con. Điền đang gục đầu xuống bỗng ngẩng lên, mắt mở to, thở gấp. Đoàn cải lương Hậu Giang diễn ở bờ Bắc, cách đây gần 2 tháng, sao bác? Làm sao tôi quên được, hôm nay đúng là 49 ngày của cháu nó mất mà. Nước mắt Điền đã ướt đẫm cổ áo, tiếng lòng anh vang lên một nỗi đau đớn khó nguôi ngoai. Trời ơi, anh hại em rồi, Hạnh ơi. Thời gian sau đó, thỉnh thoảng người ta lại thấy một người đàn ông ngồi thơ thẩn hàng giờ trên bờ sông Cần Thơ. Có lúc anh lại mở miệng nói chuyện như tâm sự với ai đó. Cũng có người nhìn thấy khi không có người đàn ông kia, thì lại có một cô gái mặc áo bà ba, cũng ngồi ở vị trí đó, quay mặt nhìn về phía bờ Bắc. Vài năm sau đó, bác Điền cũng mất. Không biết có phải mãi vấn vương hình bóng cô gái nọ hay không, mà cho đến lúc mất, cũng không thấy bác yêu đương vợ con gì cả. Câu chuyện đến đây là hết. Nếu thấy hay, các bạn like và chia sẻ ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.